thể nói với Phong Đặng Liễu Liễu chỉ vì muốn rời khỏi quê hương, ở lại Thượng Hải, nên mới ép mình ở bên Du Thừa Hạo không? Nếu như mình nói như vậy, anh ấy có nghĩ Liễu Liễu là một người lợi dụng không? Hoặc là bám theo đại gia? Phong Đằng à? Phong Đằng, em và Liễu Liễu ở bên nhau từ nhỏ, tuy không phải là chị em ruột thịt, nhưng nhân cách ra sao thì em là người hiểu rõ nhất. Chị ấy không phải là người phụ nữ ham hư vinh đâu anh. Anh biết chứ, thế chị họ em là một người rất sâu sắc, rất có tham vọng. Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa, anh đi đây. Phải rồi, tối mai chúng ta còn có hẹn đó, em nhớ đừng đến trễ. Đi đường cẩn thận nha. Tạm biệt anh. Phong Đằng nói Liễu Liễu rất có tham vọng là ý gì? Lúc nãy anh ấy cũng không nói nhiều với Liễu Liễu chuyện công việc mà. Phụ nữ đi theo đại gia, đó là tham vọng hả? Phong Đằng có ý này sao? Rốt cuộc anh ấy nghĩ thế nào về Liễu Liễu và bạn bè của mình chứ? 1, 2, 3 cười đi con. Dễ thương chưa? Con của mẹ cười xinh quá à. Nè nè, thêm một tấm nữa nha. Em à, chụp cho anh với cháu một tấm nào. À, được đó, bé cưng ơi chụp nè. Trời ơi, đáng yêu chưa kìa. Xem Tiểu Hiên Hiên nhà ta cười vui vẻ chưa. Dạo này nhìn lớn hơn rồi đó. Nè, anh xem đi. Bác Phong Đặng thư con nhất đó, có biết không? Chúng ta là... chúng ta là bé cưng cực kỳ đáng yêu đúng không? Bé yêu của mẹ ơi, phải mau lớn nha. Bác Phong Đặng là tuyệt nhất luôn đó. Sẽ sinh cho chúng ta một em trai hoặc một em gái Phong nữa. Nguyệt à, chơi cùng với Hiên Hiên nha. Hả? Qua đây. Chuyện này là sao? Chuyện này... À nè, Tiểu Chu à, cô đưa em bé đi ngủ trước đi nha. Dạ, tôi biết rồi. Tại sao em điều tra cô ấy? Anh đừng nói điều tra khó nghe quá à. Là em quan tâm, chỉ là em muốn biết nhà Sam Sam có những ai và hoàn cảnh nhà cô ấy là như thế nào thôi. Em quan tâm là quan tâm anh đó. Anh à, trước kia anh cũng đã từng điều tra Ngôn Thanh mà. Dù anh ấy là đàn anh của anh, nhưng mà anh cũng đã lật tung người ta lên điều tra đó. Em cũng đâu có nói gì đâu, bởi vì em biết là anh quan tâm em thôi. Em điều tra thế nào? À, gia đình bình thường, lý lịch cũng tốt, không có gì đặc biệt. Có chuyện này em giữ trong lòng đã lâu rồi và luôn muốn hỏi anh đó. Em hỏi đi. Nếu như anh đã có thể chấp nhận gia đình của Sam Sam rồi, vậy thì tại sao anh không cảm thấy được là Lệ Trữ cũng rất tốt hả? Sao em lại nhắc tới Lệ Trữ với anh chứ? Anh cũng biết là cô ấy rất thích anh mà. Em biết giờ anh ở chung cư Gia Chủy là để tránh mặt cô ấy và giữ khoảng cách với cô ấy. Lệ Trữ và chúng ta đã lớn lên bên nhau, dì Phương lại là người thân của mình nữa. Em và Lệ Trữ thân nhau như chị em ruột thịt, từ nhỏ đã cùng chơi, cùng ăn, cùng trưởng thành, cùng lớp nè, cùng bàn. Phải nói là em coi cậu ấy như là chị em ruột thịt. Hơn nữa từ trong đáy lòng của em đã coi cậu ấy là người nhà của... Nghe anh nói, là em cùng trưởng thành với Lệ Trữ, không phải là anh. À, nè, khi vào học cấp 3, cậu ấy ở nhà chúng ta mà. Hơn nữa,
còn luôn theo sau anh. Khi anh sang Mỹ du học thì năm sau người ta đã nộp đơn xin vào trường của anh rồi còn gì. Anh quên hết rồi hả? Anh cứ tưởng em sẽ nói chuyện của Tiết Sam Sam, chứ không phải là của Nguyên Lệ Trữ. Chẳng lẽ là anh có gì không hài lòng về Lệ Trữ sao? Anh không có gì là không hài lòng hết. Nhưng ngược lại, đối với Tiết Sam Sam thì khác. Em hiểu rồi. Bởi vì không quan tâm nên không có gì không hài lòng hết. Còn Sam Sam thì anh đặt vào mắt rồi. Hèn gì nào giờ anh luôn kén cá chọn canh. Giờ em có nói gì đi nữa cũng là bằng không. Xem ra Lệ Trữ hết hy vọng thật rồi. Trịnh Kỳ à, để em giúp anh. Ngon không? Rất ngon. Cảm ơn em yêu nha. Hay là anh cũng đút cho em luôn? Đâu thể nào cho em đút anh được chứ. Từ bây giờ á, anh muốn nuôi em thật mập mập. Như vậy sẽ không còn ai muốn cướp em với anh nữa. À, phải rồi Phong Đằng, tuần sau chúng ta đi Anh Quốc. Tôi đã nói chuyện với Richard rồi. Hả? Anh lại ra nước ngoài hả? Phải. Bọn anh sang Anh Quốc để giải quyết một số chuyện. Chuyện lần này rất là phức tạp. Có lẽ trong vài ngày sẽ không về ngay được. Chuẩn bị tâm lý đi nha. Anh Quốc sao? Lâu lắm rồi không đi. Em cũng muốn đi nữa. Phong Đằng à, hay là em với Sam Sam đi anh cùng với hai người nha. Như Trịnh Kỳ vừa nói đó, công việc lần này có lẽ rất phức tạp, trong vòng vài ngày không thể giải quyết xong được. Nếu như hai người đi 10 ngày nửa tháng, em với Sam Sam ở đây sẽ buồn chết. Theo như em thấy thì chúng ta tới một nước khác, hẹn hò 4 người cũng rất lãng mạn. Ồ, phải. Nè, chúng ta đi chung nhau đi. Cho Lệ Trữ và Sam Sam đi theo, vừa công tác vừa du lịch luôn. Sam Sam cũng đi, cậu không cần vội vã quay về, có đúng vậy không hả? Nhưng mà tôi không đi được, tôi không có hộ chiếu. Cái gì? Tôi không có hộ chiếu. Cô không có hộ chiếu hả? Phong Đằng à, anh là bạn trai kiểu gì vậy? Ngay cả hộ chiếu cũng không làm cho Sam Sam nữa. Vậy được rồi, xin lỗi nha. Coi như em chưa nói gì đi. Không sao đâu. Ba người cái việc đi với nhau đi. Với lại nhân cơ hội này, Lệ Trữ và Trịnh Kỳ đi du lịch với nhau luôn. Dù sao cuối tháng luôn là lúc Phong Tài Vũ chúng tôi bận rộn nhất, nên không đi được. Thôi được rồi, đành chịu thôi. Vậy chúng ta cùng nhau đi ha. Nè, Sam Sam à, sao hôm nay cậu lại làm nhân viên lựa thức ăn nữa vậy? Chủ tịch à, tôi có một câu hỏi này muốn hỏi anh đó. Sao anh biết Sam Sam của chúng tôi có tài lựa thức ăn gì hả? Lần đầu tiên có lẽ là ở tiệm mì bò. Nè, anh đừng có nói như vậy mà. Nếu như em cảm thấy ấm ức thì hôm nay để anh lựa cho em. Hả? Thank you.
Lan. Nè, anh vẫn chưa lựa xong. Mà nè, nói cho anh biết nha, Sam Sam nhà chúng tôi, những thứ bay trên trời hay là chạy dưới đất, quấy đều ăn được hết. Anh không có cơ hội để thể hiện đâu. Điều này thì tôi biết. Nè, xong đi. Xong rồi. Mau ăn đi, mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi đó. Chủ tịch Phong à, tôi mời anh. Đây là bạn gái tôi, Liễu Liễu. Cô ấy là chị họ của Sam Sam. Anh nè, người ta biết hết rồi mà. À phải phải, anh quên. Ba của tôi là tổng giám đốc của tập đoàn An Bác. Còn tôi là phó tổng. Mong anh chỉ dạy nhiều hơn. Mong anh chỉ dạy. Chiếc Aston Martin ngoài kia là của anh hả? Phải. Anh có chơi đua xe không? Tôi không có nhiều thời gian. Chiếc xe đua đã như vậy mà không đua thì thiệt lãng phí à. Anh em tôi rành lắm. Bữa nào chúng ta đi chơi đi ha. Xe cộ đối với tôi chỉ là phương tiện đi lại, tôi không có hứng thú để tìm hiểu. Vậy thường ngày anh có chơi thể thao không? Sau này chúng ta sẽ hẹn đi chơi bóng ha. Ba đấu ba, lấy bóng kết bạn. Xin lỗi nha, tôi không biết chơi bóng. Em cười gì vậy? Anh ăn cá bóng đi. Ráng ăn cho hết đó nha. Em ăn nhiều vậy? Theo anh thấy, nếu cô em họ của em siêng nịnh nọt vì chủ tịch Phong đó thì anh thấy cả đời về sau của cô ta không cần lo cơm ăn áo mặc nữa. Anh nói hay quá ha. Lúc nãy anh mất mặt chưa đủ hay sao? Anh mất mặt? Vậy còn cô em họ của em thì sao? Ngồi bên cạnh chủ tịch Phong, anh thấy thật là chướng mắt đó. Phong Đằng nhà người ta không phải là loại người háo sắc giống như anh đâu. Dù sao thì em họ của tôi cũng có mắt nhìn người hơn tôi rồi. Phải phải phải, em họ của em nếu nói đúng ra còn thủ đoạn hơn em nhiều hơn kìa. Anh nói vậy là có ý gì? Đâu có ý gì đâu. Hai chị em đều rất tuyệt, đều chơi trò bám theo đại gia. Vô thừa hảo. Được rồi, ý của anh là anh và chủ tịch Phong đều là những người ưu tú. Có chuyện gì chúng ta về nhà nói. Mình đi em. Sam Sam. Dạ. Tình cảm với em và chị họ có tốt không? Dạ tốt. Lớn lên bên nhau từ nhỏ như chị em ruột vậy. Còn Du Thừa Hạo thì sao? Em có biết tình cảm với họ như thế nào không? Chắc là cũng tốt đó anh.